Ghê vậy đó. Dạ. Và sao tự nhiên đi về Bình Dương làm bảo vệ? Tại gia đình chuyển về Bình Dương hết đó chị. Vậy là mình cũng ở gần với nhau rồi. Dạ. Ha, mình muốn hỏi bạn trai gì không, hay Bình Dương khúc nào coi có gần nhà nhau không? Dù khi hai người quen nhau rồi luôn rồi đó. Nói đùa thôi, thế mình giới thiệu một chút về những cái sở trường của mình. Em hài hước, em thích vui vẻ, em thích kể chuyện cười cho bạn bè nghe, làm cho mọi người vui á. Bạn nói cụ thể về công việc của bạn. Dạ, công việc của em thì trực một ngày làm ngày nghỉ. Thức đêm nhiều quá có ảnh hưởng sức khỏe dạ, không? Dạ, trường học nên không có thức đêm. Ở chung gia đình hay sao? Có hai mẹ con thôi, còn em gái với có chồng với anh hai có vợ con hết rồi. Rồi lấy vợ về là ở chung với mẹ? Dạ, chắc vậy. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ năm nay là 60 mấy rồi, 61, 62. Coi như nhà phải chăm sóc mẹ đúng không? Dạ, mẹ chăm sóc em thôi. Sao vậy? Mẹ lo cho em không? Mẹ lo là chưa lấy vợ đúng không? Dạ. Mẹ sợ ế hả? Dạ. Có dắt cô nào về ra mắt mẹ chưa? Một mối thì dắt về rồi. Tức là dắt về mới một mối thôi. Dạ. Rồi mẹ có đồng ý chưa? Dạ thì mẹ cũng đồng ý nhưng mà cuối cùng cũng không hợp nên tụi em chia tay. Ủa mà nó nghe nè, bây giờ mà hồi đó giờ là mẹ nuôi rồi, bây giờ thí dụ lấy vợ về rồi ai nuôi vợ? Dạ chắc hai vợ chồng nuôi nhau chị. Tưởng đâu nói mẹ nuôi luôn. Nãy bạn nói là bạn làm quản lý trong gia đình đúng không? Dạ. Trước đó bạn có làm công việc gì khác không? Dạ không, em học ra là em làm cho ba mẹ thôi. À, cho tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà 30 tuổi bạn cũng rất là ok mà không có ai đeo đuổi mình hả? Nguyên nhân tại sao? Lý do ấy thì đến giờ em cũng chưa biết. Mình phải biết mình mới khắc phục được. Mình thấy mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em đẹp quá sao? Nhiều người nói là em đòi hỏi cao quá. Cao là cao như thế nào? Ví dụ em đòi hỏi cái gì? Em thích một người đàn ông thành đạt, biết lo lắng cho gia đình, cưng chiều bạn gái, yêu trẻ con và có hiếu với ba mẹ. Cái đó thì tất cả các người phụ nữ đều mong muốn như vậy. Chị cũng không nghĩ là gì cao hay là quá khó khăn. Nhưng mà những người em gặp có lẽ là không đạt được cái mức độ như vậy. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Em không thích người keo kiệt, không thích người gia trưởng, độc tài quá. Thế lại bất hiếu với ba mẹ. Mình cũng đồng quan điểm với bạn. Anh ơi, im lặng quá vậy? Dạ, dạ. Đang nghe. Nhưng vấn đề chỗ bạn nói là những cái tiêu chuẩn bạn đưa ra đó, thành đạt cụ thể như thế nào? Thí dụ người ta thành, ta có công việc ổn định nè. Như vậy được gọi là thành đạt chưa? Dạ, hay là thành đạt là phải người giàu có? Muốn cái có. Mức thành đạt là thành đạt như thế nào? Nếu có một vị trí xã hội thì càng tốt. Cũng hơi khó. Tôi được biết rằng anh đang học trung cấp chính trị. Chính trị. Dạ. Đang học trung cấp chính trị đúng không? Dạ không, em học xong rồi. Học xong luôn dạ, rồi. Học xong lâu rồi. Bây giờ là xong cái lớp đó là cái con đường thăng tiến đang tiến lên đấy. Dạ, lúc đó ở trên quê thôi anh, ở Bình Dương người ta đòi hỏi phải đại học trở lên. Bây giờ bạn tiếp tục học được không? Dạ được. Mình đang hướng tới cái điều đó hả? Hướng tới của em thì mai mốt được cho biên chế của trường rồi xong mới đi học tiếp. Đó là một cái nỗ lực trong cuộc sống ha. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Về tính tình thì hiểu mình, biết cách giao tiếp với mọi người trong xã hội nữa. Mà biết chăm lo gia đình, biết lo cho ba mẹ, thương ba mẹ rồi thì được rồi, em không có đòi hỏi nhiều. Ngoại hình? Em không có quan trọng về vấn đề ngoại hình. Bây giờ là mình phải nói những cái ưu khuyết điểm của mình cho bên kia biết. Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, biết lo gia đình, không nhậu nhẹt, quậy phá. Còn khuyết điểm của em hơi nhút nhát, với lại tính tình của em hay tin người á anh. Dễ ba phải, ai nói gì cũng tin hết. Cái này nguy hiểm quá. Bởi vì bạn đang làm bảo vệ. Dạ. Mà bạn nhút nhát, dạ. Hay tin người nữa. Dạ. Lúc trước giờ. Giờ sao? Giờ thì em là bảo vệ thì nhiều khi tính tình đổi hơn xíu. Đúng rồi, với bảo vệ mà tin người. Dạ. Vô ta lấy hết. Hay là nhút nhát người bảo vệ, nhút nhát người thấy người trốn có tiêu rồi lấy người bảo vệ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà mọi người nhìn tướng của em thì nhìn cũng sợ chứ anh. Sợ. Anh ơi, nhưng mà bên đây á, nếu mà được á là ngày mai kết hôn luôn cũng được nữa. Thế là anh đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ, mẹ của em cũng hối lắm mà chị ơi. Nếu mà được em cũng muốn kết hôn sớm. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Thì trước khi đi em kêu là mẹ lỡ mà em cưới có chuẩn bị gì chưa? Mẹ kêu là có rồi, chuẩn bị hết rồi, sẵn sàng hết rồi. Được là mẹ chịu thôi, mẹ tổ chức hết. Có nghĩa là mẹ sẽ đứng ra tổ chức hết, còn mẹ mà không tổ chức là bạn bó tay. Dạ, chứ tại vì em làm bảo vệ lương cũng thấp lắm chị. Mẹ lương cao? Dạ, mẹ lương cao hơn em. Bạn hôm nay đi mình có người thân ủng hộ mình không? Dạ không. Bạn trai đi có người thân không bạn? Dạ có chị. Mẹ hả? Dạ không, em vợ chồng em gái em chị. À, đâu vợ chồng em gái? Dạ đang bằng áo cam với đi áo xanh. Em ở nhà em thấy mẹ chuẩn bị gì rồi? Dạ đầy đủ hết đó chị. Đầy đủ cái thí dụ gì em nói chị nghe thử. Dạ củ hồi môn gì là có hết. Nhà cửa hay đất đai, tiền bạc hay vàng? Dạ có luôn. Có luôn. Chắc hôm nha. Thấy chị vẫn được không?
Dạ, em thì thấy được nhưng mà không biết chị có chịu anh em thôi. À, sao vậy? Anh của em bị gì hả? Tại vì em thấy những điều kiện của anh em thì thấp hơn điều kiện của chị. Mình chỉ đặt cái tiêu chí thôi. Nhưng có thể chúng ta yêu nhau thì hình như tất cả mọi thứ đều xóa tan hết. Không lo điều đó. Nhưng mà hồi nãy em nói của hồi môn là gì em biết không? Dạ không luôn. Có mình mẹ em biết à? Dạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ nếu mà về ngoại hình á thì em có không thích cái điểm nào ở người đàn ông không? Em không cần đẹp trai, có duyên là được rồi. Cái duyên này nó khó lắm, cái phạm trù nó rộng lắm. Nhìn người có duyên khác với người vô duyên. Nhiều khi tôi thấy có duyên mà cô thấy vô duyên. Rồi tôi thấy cô vô duyên, cô thấy có duyên, sao tôi biết được. Chị sao em chào vậy? Chào chị. Hơi duyên duyên. Cười cái thấy nửa duyên. Gãi gãi hết duyên. Gì vậy, gì bẻ tay bẻ chân vậy? Thấy chị em hồi hộp quá, run quá. Sao hồi hộp? Mới thấy tôi mà hồi hộp mà lát thấy bạn gái này còn sao? Nó nghe nè. Dạ. Bây giờ mình phải tự lập chứ không lẽ mình cứ nhờ mẹ hoài. Dạ thì cũng cố gắng vậy. Cố gắng bao lâu nữa? Gì vậy, muốn khóc hả? Không có đâu chị. Chứ làm sao? Tại em cũng mới về Bình Dương á. Mà giờ có hai mẹ con cho nên phải ở với mẹ. Vẫn còn trong vòng bí ẩn. Trời ơi, khổ quá. Nhưng mà cái điều kiện đặt ra đó, anh vẫn có băn khoăn cái điều này nè. Là thành đạt, mình nếu có vị trí trong xã hội càng tốt. Ai cũng mong muốn. Nếu như một cái anh chàng làm bảo vệ, có công việc ổn định, gia đình cũng ổn định, kinh tế cũng ổn định, ảnh thương yêu vợ con hết mực, vậy thì tốt quá rồi. Có thành đạt hay không? Đối với ảnh nhiều khi như vậy là thành đạt, đối với em thì chưa. Đối với em là chưa, cái điều khoản này hơi căng. 30 tuổi. Đừng, em đừng có nhấn tụi 30 tuổi, người ta vẫn còn trẻ đẹp thế này mà. Nhưng mà thay vì tuổi này là có con có cái rồi. Không sao, phụ nữ hiện đại là 30 tuổi không là vấn đề gì hết. Người ta tới 60, 70 tuổi người ta mới lấy chồng mà, có gì đâu. Chuyện bình thường. Ha. Dạ. Nói chung là do em thuyết phục thôi. Dạ. Ha. Em không thích gì mà người vợ em đối xử với em sau này? Em không thích người vợ mà cứ chê bai chồng. Đánh đập tàn nhẫn chồng. Dạ không, chê bai chồng coi mình là mà về mặt gì cũng nói là chồng thua kém mình, em sợ cái đó thôi. Thì sợ mình phải cố gắng lên chứ giờ sao, không lẽ giờ mình làm lương thấp bắt vợ mình làm lương thấp. Dạ không chị. Ý anh không phải như vậy, tôi dạ. Biết ý ảnh. Tức là vợ làm lương cao gì cũng không biết. Nhưng về nhà thì vợ chồng hòa thuận nhau, đừng có nghĩ mình làm lương cao cũng nói gì nói. Dạ đúng rồi. Chửi chửi mắng đánh đập. Đúng rồi anh. Phải không? Dạ nói đúng. Anh có nghĩ một cái con đường kinh doanh sau này không? Dạ em có hướng đó anh. Hướng làm gì? Dạ có hai hướng, một hướng là định mở tiệm photocopy ngay đại học Thủ Dầu Một Bình Dương á. Là nhà gần đó hả? Dạ gần đó. Trời ơi ngon quá rồi. Nhưng mà khổ nỗi là cái hướng của anh hai hướng cho em khác nữa. Hướng anh hai hướng gì? Anh hai hướng cho em mà cái miếng rẫy ở trên quê á, là của em thì bán cho em để về Bình Dương mở nhà trọ cho em. Trời ơi quá tốt. Khoan xíu, của em bán cho em là sao? Dạ có nghĩa là cái phần của em hưởng á thì bán đi rồi về mua cho em xây nhà trọ cho em quản lý. Được rồi, rẫy lớn không? Dạ cũng ít. Nhiều? Mấy mẫu à? Mấy mẫu? Ngon lành, xin lỗi rồi nha. Mấy mẫu nha. Bây giờ không chịu nói. Trời ơi, nhổ rau. Kéo màn lên. Mình phải thoải mái lên. Giờ có mấy mẫu rồi. Bây giờ không nói cái vụ đó. 3, 2, 1. Mạnh dạn lên. Có tôi sau lưng. Chia tôi dài công thôi. Chào em ở Bình Dương, em ở khúc nào em? Ở gần với là Tân Vạn. Rồi em làm ở đâu? Công ty cũng ở Bình Dương. Anh ở chung với mẹ hả? Đang thì bây giờ mẹ, anh hai với em gái có chồng có vợ hết rồi. Anh có mình mẹ, anh phải ở với mẹ chứ. Mẹ anh sao mà vừa nói tới mẹ rồi anh với em gái đều khóc vậy? Không thì không có, tại thương mẹ thôi. Mẹ lo cho anh em từ nhỏ giờ. Nói tới mẹ thương mẹ. Những người mà thương mẹ thì ai cũng thương hết trơn á. Tình cảm lắm. Không, cô này thích, hồi nãy cô nói cô ghét người bất hiếu. Em 30 tuổi là em sinh năm 86. 86, anh 85. Em có gì hỏi anh không? Khai nữa đi, ngoài mấy mẫu đó là còn chỗ nào nữa khai luôn đi. Dạ hết rồi chị. Nhá hàng vậy thôi. Em không có yêu tiền của ai hết. Mà ở đây mình nói là về cái cơ sở vật chất để đủ cơ hội lấy vợ thôi. Chứ không phải lấy rẫy ra khoe. Anh cũng không khoe của mà anh cũng không có tiêu tiền của người của bạn gái hay người yêu gì đâu.
Em cảm nhận về anh sao? Thấy anh mập quá hay sao? Anh dễ thương, thật thà. Anh thật thà lắm. Anh là người cũng biết chăm lo gia đình lắm. Làm việc nhà đồ anh cũng siêng lắm. Nếu mà em... Nhìn ông kia chi? Thằng hỏi nhắc gì quên nữa. Tắm rửa giặt giũ rồi lau nhà quét dọn bảo vệ em gì đó suốt cuộc đời. Ô xin suốt cuộc đời cho em. Thí dụ vậy nói đi. Trong tình yêu thì anh thật thà lắm. Nếu mà em đồng ý thì anh sẽ bảo vệ cho em suốt đời. Dạ. Hay vậy. Nữa. Câu này của anh hay của tôi? Của em. Ừ. Hết thời gian. Duyên tới không tới tùy nó. Suy nghĩ thật kỹ ha, và quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất tiếc là bạn nữ không bấm. Dạ. Cũng không sao cả. Dạ, không sao. Mỗi người một quan điểm. Dạ. Nhưng mà lý do bạn có thể nói chút xíu về tại sao mình không bấm. Dạ anh dễ thương, anh thiệt thà đó. Nhưng mà em thì quan trọng cái nhìn đầu tiên. Không thích này, không thích. Nhưng mà anh cũng đừng buồn. Tại vì mình không dành cho người này thì mình dành cho người khác thì thôi. Đúng vậy. Dạ. Điểm rất rõ ràng, không sao cả. Dạ. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ tìm được người yêu. Dạ. Đúng ý mình. Và dạ, bạn gái cũng vậy. Và thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Dạ, Rinus. Chúc hai bạn sẽ có được những niềm vui trong cuộc sống và mong rằng một ngày gần đây nhất các bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Quỳnh Liên, cảm ơn quý vị khán giả. Chào nội về nha. Dạ, em xác định là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, chuẩn bị có nhà riêng ở Hóc Môn. Ngon nha, bên đây là có hồi môn ngon rồi nha. Quan điểm cô gái thì đã từ đầu đã như vậy rồi. Đúng rồi. Em cũng có cảm nhận là của nếu cô gái bấm nút thì cũng chưa chắc là bậy à, là bậy à, đúng rồi. Nói chung là các tường và Quyền Linh làm hết cái khả năng của mình thôi, còn có quyền quyết định cảm nhận cũng là do những cái người họ ngồi trên đây họ cảm nhận. Cặp đầu tiên chưa có duyên, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mang. Mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Dạ. À, anh chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Dũng, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh mình. Mời bạn nữ. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh, anh Dũng và các bạn khán giả. Rồi chào bạn. Em là Thu Hoàng, năm nay em 25 tuổi, em đang làm nhân viên may mẫu của công ty Gamex Sài Gòn ở Gò Vấp. May mẫu tức là may những cái mẫu quần áo đúng không? Dạ may mẫu quần áo. 25 tuổi. Dạ. Rồi, Hoàng có thể giới thiệu thêm một chút xíu nữa về mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm yếu là em không biết chăm sóc bản thân. Tức là khi em buồn hay là lo lắng một điều gì đó thì nó hay bị lún sâu á, em thường hay mất ngủ và bỏ ăn. Vậy là không được rồi, mình phải chăm sóc bản thân của mình chứ. Thì em sẽ cố gắng khắc phục ạ. Còn điểm mạnh của mình? Điểm mạnh em có tính tự lập rất tốt và nấu ăn cũng ok ạ. Nấu ăn cũng được. Rồi, thế bên kia sao? Bên đây điểm mạnh, điểm yếu thầy nói luôn. Điểm mạnh thì không nghe không? Chẳng có gì, chỉ có là khiêm tốn và dũng cảm. Khiêm tốn và thà dũng cảm. Dạ. Rồi điểm yếu là hơi nhút nhát. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? À, hai mối tình rồi. Bây giờ mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Thì một người là nhất là biết chăm lo gia đình. Vì em là con một, em muốn tìm người vợ là chăm lo ba mẹ em. Ba mẹ mình đang ở đâu bạn? Dạ ba mẹ ở quê nhà Củ Chi á chị. À, bây giờ bạn lập gia đình là vợ bạn phải về làm dâu hả? Dạ. Em có chịu làm dâu không? Dạ em làm dâu được ạ. Chà, cái tướng như vậy mà làm dâu nữa không biết làm sao mà nha. Củ Chi bạn thấy có xa lắm không? Em xác định là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, chuẩn bị có nhà riêng ở Hóc Môn. À em có nhà riêng rồi? Dạ không, chung cư ạ. Tức là em sắp chuyển tới ạ. Rồi chúc mừng em. Ngon nha, bên đây là có hồi môn ngon rồi nha. Cái đó là của em tự làm ra đúng không? Tự lập đấy ạ. À giỏi, giỏi, rất là giỏi, rất là ngưỡng mộ em. À vậy chị hỏi một câu nữa, nguyên nhân tại sao em ế? Vì thời gian em dành cho công việc và phụ gia đình nuôi hai em học. Bây giờ hai em đã học thành tài hết chưa? Một em ra trường rồi và một em đang học mà năm 2. Bây giờ muốn thật sự muốn lấy chồng dữ lắm chưa? Muốn thì muốn lấy chồng rồi nhưng mà em phải tìm hiểu cỡ 1 năm 2 năm thì mới tiến tới hôn nhân được. Em muốn người chồng mình là người như thế nào? Về tính cách thì anh là người phải có hiếu với bố mẹ và biết tự chăm sóc bản thân mình. Thế điểm nào em không thích ở người bạn trai? Em không thích nói quá nhiều, với bên ngoài thì không thích nhuộm tóc.
Với lại chạy xe máy mà chạy không nhanh vượt ẩu, em ngồi sau em chạy dẫn. Ủa có chạy chạy xe, có lạng lách, có đua xe không bạn trai? Dạ không chị ơi. Gái rất là tự lập, thì bạn trai cảm nhận như thế nào về điều đó? Em hơn tuổi, 26 tuổi mà bây giờ chỉ nghề nghiệp ổn định thôi chứ chưa khả năng mua nhà cho bạn gái, rất là ngưỡng mộ. Mình đang nghĩ tới tương lai thế nào, nếu như mà lập gia đình hai vợ chồng sẽ làm gì để phát triển kinh tế? Phát triển kinh tế hiện tại em đang làm ở quận 3 thì cũng đang làm việc bình thường thôi, còn gia đình em thì nuôi bò sữa Củ Chi, thì nếu mà quê nhà nuôi khuyến bò chắc cũng được. Cũng được, nuôi bò sữa cũng tốt mà. Dạ. Cái nghề nuôi bò sữa phát triển nhanh lắm mà. Dạ. Ngoài những lúc rảnh rỗi bạn làm gì? Chỉ có nằm nghe nhạc, đọc sách không ngủ. Nghe nhạc là nằm ngủ thôi cha, cũng hơi tự kỷ lắm nha. À chào bạn. Bạn bên đây rất gọn gàng, rất là công chức ha. Kế toán mà tính kỹ càng lắm. Bên đây lo cài quá. Lo cài quá, cố gắng bên đây phải đưa về uống sữa bò thêm mức. Nói chung là phải chăm sóc. Tình yêu cũng vậy, chăm sóc nó phát triển lên ha. Dạ. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Dạ, có em gái và bạn ạ. Chào em. À, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và chào khán giả. Em tên là Lan, là em gái của chị Thu Hoàng ạ. À, bình thường trong nhà chị là người như thế nào? À, nói với chị em thì chị em rất tuyệt vời ạ. Nói chung là lo cho các em từ nhỏ đến lớn, nói chung là rất tuyệt vời ạ. Chị cũng nghĩ vậy. À, nhưng mà rồi em thấy anh cái bên đó là sao? Ban đầu em cảm nhận thì cũng được, còn về tính cách và cảm nhận là do chị em. Rồi, chị mình trai. Có đi lo cho không? Mình nhiều rồi ha. Bây giờ không phải có máy ấm gia đình riêng ha. Có một mình đi mình để chị Cát Tường trò chuyện với em kìa. À, chào chị ạ. Tú con nhỏ bụng bự vậy? Ngồi nhiều quá chị. Nhiều ngồi nên nay dồn chứ. Có nhậu nhẹt gì dữ không? Dạ cũng có, nhưng ít thôi. Bây giờ bạn ấy có cái chung cư ở Hóc Môn. Dạ. Rồi lấy nhau về, thí dụ như là ở đâu? Ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, Hóc Môn cũng được, về Củ Chi hai bên gần nhau. Chắc tiện đi qua đi lại có nửa tiếng rồi chị à. Về chung cư nuôi bò. Dắt mang bò sữa về phòng mới nuôi. Rồi, thôi bây giờ để cho hai bên nhìn nhau đi. Rồi, kéo màn lên cho hai bạn ấy gặp nhau đi. Phải chăm sóc bản thân kỹ một chút nữa nghe không? Dạ. Nhớ sao mà lo bò sữa bò uống là được rồi. Bắt đầu. Chào anh ạ. Dạ, chào em. Quê em ở đâu vậy? Quê em ở Thanh Hóa. Em vào đây lâu chưa? Em vào 6 năm ạ. Có làm bài thơ tặng bạn đó. Đọc luôn đi. Chiều nay nghe gió mùa đông thổi, gió lạnh ùa về có mái tóc bàn tay. Chắc năm nay mùa đông đã về vội, nên nhủ lòng phải kiếm gấu thôi. Dạ, cái này em mới làm thôi ạ. Thấy gấu đó được không? Dạ, được ạ. Đạt chuẩn ạ. Bạn trai cảm nhận về bạn gái làm sao? Chung là ngưỡng mộ em quá, rất là tuyệt vời. Cố gắng thi ạ. Có cải thiện vóc dáng được không? Sống quá. Sống quá. Thấy sao? Dáng ốm giờ chuẩn rồi. Ốm mà ốm chuẩn nữa. Ốm chuẩn. Rồi bạn Trang có tiêu chuẩn gì không? Em hâm mộ Huỳnh Hiểu Minh. Mà anh thì cũng đẹp trai cả Huỳnh Hiểu Minh rồi. Nên là tiêu chuẩn đẹp rồi. Yeah. Còn có 30 giây thôi đó. Sao thuyết phục cho người ta đi, người ta hẹn hò với mình. Em thấy em cười hôm nay. Nụ cười của em rất là đẹp. Cảm ơn anh. Anh đã chọn cô độc thời gian dài để chờ một tình yêu đích thật. Bây giờ tình yêu đó có lẽ sẽ sắp đến khi anh gặp được em ngày hôm nay. Hay. Nói phải vậy mới hay. Quá hay. Cô gái đáp lại liền, nói liền. Trái tim đập liên liên hồi ạ. Liên hồi. Anh hát một câu gì đó tỏ tình đi. Anh hát được không ạ? Em rất muốn người mà trai hát được chứ bù lại em à. Ừ, vậy em biết. Em biết là bài Nợ Duyên không? Dạ biết ạ. Rồi. Nhưng mà đừng nói em song ca nha. Em hát song ca với anh. Em hát là ở đây thành thảm họa của chương trình. Dạ, hát đi. Thì hát trước đi. Hoạt động một tấm lòng thôi. Bóng dáng ngày đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xiên sau. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cũng được chuyện cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chỉ nhà người ta xin chính ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là xa. Em lên rồi ạ. Sẽ bị đau. Đó vậy là quá
dễ thương rồi. Khỏi hát nữa. Dễ thương rồi, dễ thương rồi. Giờ quyết định bấm nút nhiều chút cho mập nha. Nhớ nha, xuống Củ Chi phải uống sữa nhiều vô. Có muốn nụ cười đó thuộc về mình hay không? Có muốn mỗi buổi chiều chở sữa bò từ Củ Chi xuống hay không? Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ba tiếng đếm sẽ biết được điều đó. Một, hai, ba. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay bạn gái một cái coi. Đúng là có nụ cười rất là dễ thương, rất là đẹp. Nhưng mà chị đó chưa nhớ chăm sóc bạn gái chút xíu nha. Ăn nhiều vô chút nha Cưng. Thôi được rồi, có nhà rồi, bớt bớt làm đi. Bây giờ anh là phải làm. Dạ, em đang làm á. Ừ, chăm sóc cho bạn gái, cho bạn gái nghỉ ngơi, ăn uống nhiều chút. Những cái vé xem phim của chương trình, dạ, chúng ta sẽ có điều kiện để tìm hiểu nhau nhiều.